Ôi trời ơi. Bạo lực gia đình à? Tôi chết rồi. Alo, bác Tùng à? Bác Tùng ơi, cho em báo án với. Mẹ cái cậu hớn ý đang đánh con dâu kinh lắm. Vâng, em nghe thấy cô hổ cô ấy gào lên là mẹ không được đánh con. Vâng. Bác ơi, bác đến ngay nhá. Bác đến ngay, không có xảy ra án mạng đấy. Bác nhá. Vâng. Thế cô báo là nhà chú Hơn có án à? Vâng, dồi ôi, em nghe thì đánh nhau to lắm bác ạ. Thế tại sao cô không vào cô can? Ôi em sợ lắm, vào can nếu đâu không phải đầu phải tai thì làm sao? Ôi giời ơi, cô buồn cười thật ý. Không vào ý thì phải hô ầm lên để bà con hàng xóm người ta sang chứ. Rồi ôi, nhưng mà cái lúc đấy em không nghĩ được nhiều như thế đâu bác ạ. Em chỉ nghĩ là, ôi thôi chết rồi, sắp có án mạng xảy ra rồi, phải báo công an thôi. Ôi ơi, mà báo cho bác ấy, bác là tổ trưởng dân phố cơ mà. Mà bác này, từ cái lúc đấy là em thấy yên lặng lắm. Hay là ngất rồi nhỉ? Ngất à? Kìa, sao anh chị lại ở đây? Chú Hơn đi đâu? Này, tôi báo công an rồi đấy. Thôi, đi vào đi. Bác báo rồi, đi vào đi. Dạ con mời mẹ. Táo này ngọt thật kỳ luôn đấy mẹ. Mẹ ăn thử đi. Mẹ, vợ, thế này là thế nào? Đã về rồi à? Thế này là thế nào? Thế nào là thế này? Thế là em cô Huyền. Dạ. Tôi đùa với nhà cô đấy à? À, cô báo án nói rằng đến ngay mẹ chồng đánh con dâu rất là ác. Nếu không ấy là sẽ xảy ra án mạng. Thế bây giờ ác như thế này đây à? Hả? Quá, em đứng ở ngoài, thế là em nghe thấy cô hở cô ấy gào lên là ôi trời ơi, mẹ không có quyền được đánh con như thế. Rồi ui xong rồi bốc. Ôi, em tưởng là xảy ra án mạng đến nơi rồi, em phải gọi điện báo bác đây. Thôi bác Hùng ạ, em đang thắc mắc đây, tại sao trong điện thoại hai người lại... Em nói anh nghe này, trong điện thoại là cái khác, mà ngoài điện thoại lại là cái rất khác. Hớ ơi. Dạ. Thằng Hớn đâu con? Lại đi nhậu rồi mẹ. Lại nhậu á? Dạ. Vừa mới hôm kia say khướt ra ngủ ở ngoài đầu ngõ, thế mà bây giờ vẫn chưa chừa. Chưa chừa đâu mẹ. Đấy là chưa kể nhá. Còn bao nhiêu là bệnh nữa, nào là gan nhiễm mỡ này, máu nhiễm mỡ này, toàn là những cái bệnh phải kiêng bia rượu, thế mà có kiêng được ngày nào đâu. Con đã nói với nó chưa? Con nói rồi mẹ, nhưng mà cứ như nước đổ lá khoai ấy, đã thế còn hậm hực với con cơ. Ôi trời ơi. Xem nào. Được rồi, đợi mẹ đi. Mẹ bảo đi. Dạ. Đấy, cứ thế mà làm cho mẹ. Mẹ ơi, nhưng mà mình nói dối như thế có được không ạ? Nói dối thì nó có làm sao? Nói dối tốt cho gia đình, nó không có hại gì cả. Nhá, con gọi điện nhá. Gọi điện luôn đi. Cầm đưa cho mẹ. Đấy, đúng rồi. Đấy. Ôi trời ơi, thế hóa ra là mẹ chồng nàng dâu nhà bác ấy là diễn để cho chú Hớn chú xem đúng không? Đúng rồi, tôi muốn gọi con trai tôi về đấy. Gọi thành công rồi đấy. Ôi trời ơi, mẹ ơi là mẹ. Này, thế còn tôi thì sao? Tôi lỡ gọi điện để báo án rồi đấy. Ai bảo chị thích nghe hơi nổi chõ cơ, thì bây giờ chị tự chịu đi. Thôi. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Còn cô Huyền. Dạ. Lần sau ấy là cô phải rút kinh nghiệm nhá.
Nếu như có muốn ấy, cung cấp thông tin thì cũng phải xác minh cho thật rõ rồi mới được báo, biết chưa? Vâng, em biết rồi ạ.